Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá. Từ khi mà Realme GT Neo 3 nó chiếm ngôi vương của Redmi K50 thì sản phẩm này nó bị rumor rất là nhiều. Vậy thì theo cái cảm nhận từ phía người đã và đang sử dụng Redmi K50 thì họ có cảm nhận như thế nào? Và với Redmi K50 các bạn nên sử dụng ROM gì? Trước tiên, mức giá Redmi K50 hiện tại nó khá là rẻ rồi thì các bạn có thể tham khảo đường link nha. Tuy nhiên, hàng sẽ không còn nhiều đâu và các bạn có thể cân nhắc sang Realme GT Neo 3. Chúng ta quay trở lại một vài cái cảm nhận từ phía người dùng nha. Đầu tiên, comment của bạn Đình Tư: con K50 có bị kiểu sử dụng màn hình tự nhiên nó bị tối lại đi xong nó lại sáng lên không bác, mà sau khi đó tắt chế độ auto rồi. Và bạn viết Nhân Lê có comment như sau: con 11T của mình cũng bị, còn con K50 thì chưa thấy. Cái đó may nóng quá, màn hình tự giảm độ sáng luôn đó. Không biết tình trạng tự giảm độ sáng trên Redmi K50 có nhiều không? Bạn nào đang sử dụng thì comment bên dưới nha. Rồi chúng ta đến với một cái comment của bạn Giang Hoàng: ưu điểm, tác vụ bình thường thì mượt mà, màn hình trung thực độ sáng khá, pin trâu sạc 1 tiếng 40 phút đầy viên pin 5500mAh, máy khá mát, game Liên Quân thì đồ họa con chip 8100 không bằng chip Snap 820, cảm nhận khi dùng qua hai con chip. Con này màn hình cảm dưới cân đối khá ưa mắt, ROM EU xài ngon lắm bạn. Về cái vấn đề liên quan đến sạc pin trên Redmi K50, bạn có bảo là mất 1 tiếng 40 phút mới đầy. Thì mình sạc làm gì đến mức đấy nhở? Nếu mà cái sạc zin của máy nha, thì nó cũng mất đồ khoảng trung bình là từ 45 đến 50 phút thôi. Cái thứ hai nữa là máy khá là mát, đúng rồi. Và Redmi K50 các bạn chơi game nha, mà so sánh với Neo 3 thì nó có mát mẻ hơn. Các bạn sử dụng hàng ngày thì cũng khá ok. Còn cái mặt trải nghiệm gaming hàng ngày thì mình thấy Redmi K50 cơ bản chỉ chính tựa game vừa phải kiểu cho mình khá trở xuống thôi. Game Cinepark các bạn nên để mức đồ họa là cực thấp 60 hoặc là cùng lắm là thấp 60 thôi, thì chơi game nó sẽ mượt mà hơn và gắn thêm cho em nó một con sò lạnh vào nha. Rồi, một cái vấn đề liên quan đến ROM ở trên Redmi K60. Về comment của bạn Trịnh Lam Anh: K50 mình xài ROM EU 14.0.4, bị tình trạng nhận cuộc gọi 20 giây tự tắt, ai bị tình trạng này giúp mình cách khắc phục với ạ. Cảm ơn mọi người. Tình trạng này mình có đọc comment ấy thì cũng khá bạn gặp tình trạng tương tự nha. Thì đây là một cái comment của bạn Asirio Muto: nói chứ cài ROM nào cũng y chang lỗi đó thôi. Trước mình cũng bị từ ROM gốc sang EU, giờ đang Elite. Bữa cũng đang bày hỏi, có mấy bác kêu 20 giây đúng rồi, hỏi thì không nói gì thêm. Mình thử test thì đa số bị do mấy cái SIM đăng ký thuê bao tháng hay trả sau ấy. Còn lại nhận cuộc gọi bình thường, dùng một thời gian giờ thấy không bị nữa. Bạn thử tắt luôn MIUI trên cuộc gọi xem, ROM gốc thấy có mà sang ROM tiếng Việt không biết tìm đâu. Cái vấn đề tiếp theo trên Redmi K50 đến từ comment của bạn Công Đào: em đang dùng Redmi K50, thỉnh thoảng bị đơ màn hình và sập nguồn, có bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục không ạ? Thank you. Cái vấn đề sập nguồn này bạn nào gặp phải thì comment bên dưới nha. Chúng ta đến với một vài cái phiên bản ROM trên Redmi K50. Hiện tại với Redmi K50 sẽ có một vài cái phiên bản ROM sau. Thứ nhất là ROM gốc, thứ hai là ROM Elite, thứ ba là ROM TN, có thêm cả ROM Robo nhưng mà cái ROM đấy đang bị lỗi cam các bạn nhé. Và cuối cùng là Elite Gaming. Theo như các bạn chia sẻ, cái ROM Elite này thì nó chưa được ổn định cho lắm. Và theo như nhiều bạn bảo, Redmi K50 các bạn có thể up sang cái ROM TN nha. Về cái phiên bản ROM TN này, bạn Hoàng Phan có chia sẻ có thể để cái phiên bản MIUI TN 14.0.6 nhé. Cái tiếp theo là về ROM Elite Gaming, ROM đó thì mất tiền các bạn nha. Nói chung là thôi các bạn cứ chuyển sang cái ROM TN ấy, dùng cho nó ok la. Chúng ta đến với một cái comment cuối cùng của bạn Thành Trung: đang dùng nói chung ngon trong tầm giá, màn hình OLED 2K nhưng khá kém so với màn hình AMOLED Full HD của Samsung. Đó là cảm nhận chủ quan của mình khi dùng. Vừa rồi là một vài cái cảm nhận về Redmi K50 thì các bạn cảm thấy sao? Và bạn nào đang dùng Redmi K50 có thể để lại comment bên dưới nha, xem em này có thêm những cái nhược điểm gì. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.